Căn cứ vào tình hình diễn biến dịch bệnh, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngành giáo dục và đào tạo Lào Cai đã quyết định cho học sinh trung học phổ thông và trung học cơ sở đi học trở lại kể từ ngày 4 tháng 5. Sẽ vẫn còn rất nhiều những khó khăn phía trước, nhưng với sự cố gắng vào cuộc của toàn ngành thời gian qua, chắc chắn sẽ có những tín hiệu vui cho giáo dục của Lào Cai trong thời gian tới. Và những nỗ lực của các học trò vùng cao Lào Cai mà chúng tôi ghi nhận trong phóng sự sau đây, một lần nữa là cơ sở để khẳng định chỗ dựa vững chắc cho niềm tin ấy. Gần 3 tháng nghỉ học để phòng chống dịch bệnh, em Giàng Thị Sải rời mái trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Bát Sát trở về nhà tại bản Pờ Hồ, bản xa nhất, khó khăn nhất của xã Trung Lèng Hồ. Và suốt trong khoảng thời gian này, ngoài việc học, Sài cũng giúp bố mẹ rất nhiều việc nhà, kể cả công việc làm nương, làm dẫy. Sài ở nhà đồng nghĩa với việc bố mẹ em sẽ nhàn hơn. Nhưng trên thực tế, chị Lù, mẹ của Sài lại khá lo lắng. Ở nhà thì có rất là nhiều việc, nhưng mà mình cũng muốn có cái để giúp mình một tí. Nhưng mà mình nghĩ đi, nghĩ lại thì mình cũng phải cho con đi học. Để sau này kể cả nhà không làm được việc gì nhưng mà cũng giúp được cho con một ít. Xưa thì mình không học nên mình cũng khổ, thì mình cũng muốn cho con đi học. Ở nhà có việc gì thì mình hai vợ chồng cũng phải cố gắng làm thôi. Mặc dù được bố mẹ tạo điều kiện hết mức, nhưng với một địa bàn còn khó khăn như Pờ Hồ thì việc học tại nhà của Sài thực sự không dễ dàng. Nơi đây có tivi nhưng không bắt được tín hiệu để học truyền hình, sóng điện thoại cũng chập chờn. Trong suốt gần 3 tháng qua, khi mà các bạn cùng lớp ở vùng thấp được học trực tuyến, học qua truyền hình, thì mỗi ngày Sài vẫn phải đi bộ hơn 1 cây số để đến bắt nhờ mạng wifi của nhà máy thủy điện, tải tài liệu về tự học tập, ôn luyện ở nhà. Không học được trên Zoom cùng với bạn nhưng em vẫn cố gắng đi sang đây để tải video về học. Còn thông tin như nhóm lớp các kiểu em nhận trên Facebook về cùng hoạt động cùng với bạn. Nhận thông tin của thầy giáo, ví dụ như bài tập thầy cô gửi, rồi em làm xong em chụp ảnh gửi cho mấy bạn để mấy bạn gửi hộ em cho thầy cô giáo. Còn đây là góc học tập của em Phản Thị Cú ở xã Sảng Ma Sáu, huyện Bát Sát. Một chiếc ô nhỏ dựng tạm che nắng che mưa ở nơi mà mạng 3G mạnh nhất để Cú tìm thêm kiến thức để ôn luyện, chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông mà em sẽ tham gia trong năm nay. Không được dạy trực tiếp nên có những bài thì cũng hiểu nhưng mà có những bài thì khó hiểu. Những bài đấy chưa hiểu thì chụp lại rồi gửi rồi hỏi mấy thầy cô chỗ nào không hiểu thì hỏi lại hơn. Với địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn như Bát Sát nói riêng, Lào Cai nói chung, nhưng câu chuyện như của em Sài và em Cú không phải là chuyện lạ. Suốt cả một quãng thời gian dài vừa qua, khi việc học tập tại trường bị gián đoạn, đã có nhiều túp lều được mọc lên trên núi, những căn lán tạm được gia đình dựng lên giúp các em đón sóng học bài. Đó là những nỗ lực rất đáng trân trọng của các em học sinh vùng cao và cũng là niềm động viên đối với các thầy cô giáo, động lực cho toàn ngành giáo dục khởi động lại việc dạy và học với năng lượng tích cực nhất trong thời gian tới.